Hello, xin chào mọi người nha. Thì mình đang đi chợ cá ở Hà Tiên nha các bạn. Hôm nay mình sẽ xem những người dân người ta ở đây bán những gì nha. Và đồ có ngon không các bạn. Đi theo với Kiều, cháu mình với em mình các bạn. Với Sơn nữa nha. Đây là vua đầu bếp các bạn. Mày ghẻ mày. Mày ghẻ không Sơn? Đi bọc con bể nó đi cho giáp con đây. Cá gì chị? Cá xanh xương. Cá xanh xương các bạn ơi. Xanh xương. Xanh xương, mình mới biết luôn. Cá này chị? Cá này cá bớp. Cá bớp. Cá này? Cá đó là cá đinh. Cá đinh. Ngộ vậy. Cá đó cái móng hết đinh. Dạ. Đây bà chị các bạn. Nhưng các bạn chị nhiều nha. Em ở đồng bằng mà ra không biết ba mặt ba hàng ba con cá này á. Đây bán quá là nhiều cá luôn các bạn.
túi các bạn. Cái cam giờ mấy chấm một kg 100g mà tẩy cạp lấy 15.000 à, 46 ký nhiêu ngọc? Ký 150 à. Cái xanh luôn ha. Bye.
Lên. 2, 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 2